Chào các em. Thì lúc nãy đang dạy nói chừng thì cái máy này nó hết pin cái tắt luôn. Ghim lúc đầu cũng ghim chui sạc sẵn nhưng mà cái ổ điện nó không có cắm phích điện. Không có điện cho nên hết pin là không hay. Rồi. Nên bây giờ thầy nhắc lại là khi mà mình tìm được cái nghiệm tổng quát, nghiệm tổng quát của phương trình này nè. Rồi sau đó mình đạo hàm lên, thì đạo hàm nó theo kiểu U nhân V đạo hàm đó, thì mình sẽ tính ra được cái đạo hàm nó như thế này, đạo hàm nó như thế này, rồi xong đó là mình mới thế vô. Thì đầu tiên á, là cái điều kiện của mình đó là cái điều kiện giá trị của hàm số tại điểm x bằng 0 là bằng 1, tức là mình sẽ thế x bằng 0 chỗ này, x bằng 0 là thế vô đây. Thì chỗ này em thế x bằng 0 á, thì cos của 0 là bằng 1, cho nên chỗ này nó còn C1 nè. Ừ, chỗ này nếu mà em thế x bằng 0 vô đó, chỗ sin đó, thì sin 0 là bằng 0, thấy không? Còn e mũ 0 là bằng 1, cho nên chỗ này nó chỉ còn C1 thôi. Đó, còn C1 thôi. Như vậy thì cái điều kiện mà y tại điểm x bằng 0 bằng 1 đó, thì nó sẽ tương đương là cái gì? Là C1 bằng 1. C1, 1 tương đương điều kiện này. Nhưng còn tìm C2 nữa, thấy không? Tìm C2 đó thì chúng ta có cái điều kiện là gì? Điều kiện thứ hai đó, điều kiện thứ hai là đạo hàm tại cái x bằng 0 là nó bằng 1. Như vậy thì mình sẽ thế vô chỗ đạo hàm này nè. Thì chỗ này em thấy là khi thế x bằng 0 vô đấy thì chỗ này nó bằng 0. Nguyên nguyên cái cụm này nó bằng 0 luôn, bỏ. Còn chỗ này nếu mà mình thế x bằng 0 vô đó thì chỗ này nó sẽ bằng 1. Vậy thì chỗ này nó chỗ còn là căn 3 C2 trừ C1, thấy không? Hiển nhiên là thế thế không vô thì này em cũng không bằng một rồi. Vì rõ ràng khi mà mình chỗ này mình thế x bằng không vô đây đó thì mình thế x bằng không vô chỗ này đó thì lúc này chỗ này nó sẽ chỉ còn cái cụm này thôi, bằng cụm này luôn, đúng đúng bằng cái cụm này luôn. Tức là mình sẽ được là cái gì? Trừ C1 cộng căn 3 C2 bằng 1. Nhưng mà lúc nãy ở trên đây đó là mình tính được cái C1 bằng 1 phải không? Mình thế xuống đây thì mình sẽ được là mình thấy cái C1 đây là trừ 1 nè, trừ 1 và mình chuyển qua đây là cộng 1. Vậy thì căn 3 C2 là nó bằng 2. Vậy thì chia hai giấy cho 2 cho căn 3 đó, thì mình được C2. Và có C1 C2 á, là mình lại thế trở ngược lại ở trên đây. Thế trở ngược lại cái nghiệm tổng quát này thì mình sẽ được cái nghiệm riêng, nó sẽ có dạng thế này. Tức là chỗ C1 thì mình thay bằng 1 nè. Chỗ C2 đó thì mình thay bằng 2 chia căn 3. Đấy thì mình sẽ tìm được cái nghiệm của cái phương trình di phân tuyến tính thường nhất mà nó thỏa hai cái điều kiện này. Thỏa điều kiện này. Thế bây giờ thầy sẽ ra cho hai hai đứa một cái bài tập. Chúng ta thầy giải thử coi được không nha. Để thầy tạo một cái bảng. Bây giờ cái thầy kêu yêu cầu là tìm nghiệm tổng quát. Tìm không được này. Bản này viết không được là cái này, cái bản Word nha. Hai đứa có cái máy tính sẵn đó không ạ? Có mày, máy tính bỏ túi á. Dạ không hay.
Em bây giờ cái em đang học ở trong điện thoại à. Dạ. À. Rồi không có cái máy tính nữa làm sao tính. Yêu cầu là giải. Kỳ vậy thôi, bữa nay cái viết này hay viết không được vậy. Viết còn khó hơn đánh máy nha. Máy đi. Giải phương trình. Y phân. Y 2 phẩy. Y 2 phẩy. Trừ 3. Y phẩy. Cộng cho 4 bằng 0. Rồi, em giải thử cái phương trình này coi. Cộng 2 thôi, cộng 2. Giải phương trình này coi. Ở trong phòng mà không có cái máy tính nào Có rồi mà bấm cái phương trình bậc hai, bấm cho thầy, bấm cho máy tính thầy. máy tính của em Mod à? Máy tính của em là nó giống máy 570 hả? 570 VM này. 570 VM thì là bấm như thế này. Nó giống cái này không? Máy này không? Giống máy này không? Giống gì thầy? Bây giờ mình Không bấm không giống. vào mod 5 nè. Bấm vô mod 5 nè. Thấy chưa? Mod 5 chưa? Mod 53. Mod 5. Rồi mũi tên xuống. Mũi tên xuống. Mình chọn số 1. Được chưa? Thì bây giờ thầy X nhắc. một bằng trừ một, X hai bằng trừ Thì để giải phương trình này đấy thì đầu tiên em phải ghi thêm cái phương trình đặc trưng nữa. Phương trình đặc trưng thế em ghi thêm là đặc trưng nè. Đặc trưng. Phương trình đặc trưng thì mình sẽ ghi là K bình phương. K bình phương. K bình phương là trừ cho 3K. Đúng không? Trừ 3K bằng cộng 2. Bằng 0. Rồi cái là mình bấm máy tính ra. Được chưa? Bấm máy tính ra là lúc nãy mình ra ra được nhiêu? trừ một với trừ hai Trừ 1 với trừ 2 đúng không? Đấy. Phải không? Phải trừ 1, trừ 2 không? Đó. trên bóng là trừ một trừ hai thôi. Trừ 3 nè. 2 nè. 2 với 1 em ơi. 2 với 1. 2 Ủa bằng. lộn rồi. 2 với 1 ha. Đây. Cái này là Hai với một, hai với một. có hai nghiệm nè, có hai nghiệm. K1. K1 bằng bằng 1. Và K2 bằng cái gì? Bằng 2. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ nghiệm tổng quát. Nghiệm tổng quát. Ghi ra luôn, nghiệm tổng quát. Của phương trình. Phương trình này ha, phương trình này mình ký hiệu là phương trình 1 2 gì đó. Mình đánh dấu 1 2 gì đó, còn không mình viết lại phương trình này là ký hiệu là mình viết là y ngang, y mà có gạch đầu ha. C1 nè, đầu tiên là C1 nè. Nhân cho e mũ gì? K1 x mà K1 của mình là ở đây nhiêu? K1 ở đây là nhiêu? Là 1, thấy không? Thì mình gắn vô là x. 1 nhân x là x đúng không? Đấy, còn cộng cho C2. C2 rồi E mũ K2X, K2 của mình bằng 2 vậy là mình ghi ở đây 2X luôn. Và mình phẩy cái mình để là C1 rồi C2 thuộc R. Đấy, thì đó mình cách mình giải như thế. Thì bây giờ thầy cho một cái phương trình khác em làm thử thử rồi được không nha. Đây, bây giờ kêu là giải phương trình vi phân.
giải phương trình vi phân y 2 phẩy cộng cho 4y phẩy à, coi. Rồi, cộng 3 bằng 0. Rồi cái em làm giờ thử cái này giống giống các cái bước trên đây thầy làm nè, thấy không? Đấy, chỗ này mình để là giải đi, giải chỗ này là mấy bước đầu tiên là ghi phương trình đặc trưng ra, đúng không? Làm được không? Làm trong giấy coi, làm trong giấy xong rồi chụp hình gửi qua Zalo cho thầy xem thử coi nha. Rồi theo kịp không ạ? À? Rồi hai hai đứa làm trong giấy rồi để có thể em thoát ra đi, thoát ra thì thoát ra khỏi cái Google Meet đi, là làm trong giấy đi, xong rồi thoát ra Google Meet chụp hình cái gỡ qua cái Zalo cho thầy ha, thì coi thử coi làm được không. Bây giờ bắt đầu ha, giờ thì chiếu lại cái đề nè, chiếu cái đề nè, ghi cái đề vô giấy thì giải phương trình vi phân này. Rồi bây giờ 8:43 nha. Bây giờ thì hạn tới là 8 giờ, hạn 5 phút đi. 8:48 đi. 8:48. Thì các em chụp hình gửi qua Zalo cho thầy xem nha. Tôi làm thử coi. Có nghe thầy nói không ạ? Thành ơi. Lâm ơi. Dạ có thầy. À, rồi vậy em làm ha, làm thầy chào nha. Dạ dạ. Thì nếu mà chúng ta quên cái các bước làm đó thì chiếu lại nè, đầu tiên ghi phương trình đặc trưng nè, chúng ta ghi phương trình đặc trưng rồi chúng ta tính nghiệm của phương trình đặc trưng ra, xong rồi mình kết luận cái nghiệm tổng quát của phương trình đặc trưng, có hai bước thôi ha, hai bước thôi. Đấy. Ghi phương trình đặc trưng ra rồi lấy nghiệm của nó, tìm nghiệm của nó, rồi nghiệm tổng quát của phương trình đặc trưng là nhớ ghi là C1, C2 thuộc R nha.
Rồi xong rồi chụp hình gửi qua Zalo cho thầy xem. Rồi, chào bạn Nam. Lâm có chụp hình gửi qua Zalo cho thầy không Lâm? Lắm đang làm thầy ơi, Em có làm không Thạnh? Em làm được không? đang làm thầy. Làm hả? Đi xem cái các cái bước nè. Đầu tiên là phương trình đặc trưng nè. Dạ rồi. Cho phương trình này phải không? Mình ghi vô phương trình đặc trưng rồi tìm nghiệm nó ra. Rồi kết luận nghiệm tổng quát. Cái C1 EX là sao vậy? Em hiểu chút. Cái lý thuyết của mình nè, cái lý thuyết của mình là chỗ này nó sẽ là C mình được cái K1 này phải không? Thì mình gắn vô mình được Y1 nó sẽ là E mũ K1X. Đúng không? Thì chỗ chỗ cái bài của mình đó là K1 nó bằng 1. K1 bằng 1 cho nên là Y1 của mình nó sẽ là E mũ 1 nhân X. 1 nhân X thì mình ghi E mũ X thôi. Đúng không? Được chưa? Dạ, hiểu. Lý thuyết của mình nó nằm ở chỗ này nè, trang 39 nè, xem lại nha. Nếu nó trừ một vậy là E mũ trừ 1x, E mũ dạ trừ x, mình ghi E mũ trừ x thôi, thấy em muốn chết. dạ dạ không? Chưa thấy hình. Nam là đi sáng đi thực tập gì Nam? Dạ em đang đi tập quấn bên võ thuật bên của em đó thầy. Vậy hả? Xong rồi đó Dạ. hả? Dạ chưa thầy, giờ đang giải lao vô học được giờ nào học đó thầy. Thì có gì thì Dạ. có ghi phim cái buổi dạy lại đó, có gì nữa em xem sao cũng được ha. Dạ dạ em cảm ơn thầy. Được chưa ạ? Hay hay em giải ra chưa? Thì khỏi chụp hình đi để ghi phương trình đặc trưng ra cho em coi đúng nha. Phương trình đặc trưng nè. Phương trình đặc trưng là gì? Phải k bình phương không? K bình phương nè. Ở đây là 4k thấy không? Cộng 4k. 4k. Rồi cộng cho 3 bằng 0. Và mình bấm máy tính ra, thì nó có nghiệm là nhiêu. Chỗ này là 4 nè. Đây là 3 nè. Rồi trừ Trừ 1. một với trừ ba. Đúng rồi. Đấy, thì nó có hai nghiệm là có hai nghiệm phân biệt. Như K1 bằng trừ 1. K2 trừ 3. Vậy mình kết luận là nghiệm tổng quát của phương trình là gì? C1 bằng E chữ X. C1 nhân cho E mũ trừ X đúng không? E mũ Dạ. trừ X.
E mũ trừ x là C2 nhân cho E mũ trừ 3x. E mũ trừ 3x. À đúng rồi, vậy là ok đấy ha. Rồi. Thì cái dạng này nó cũng không khó lắm. Không? Còn cái trường hợp mà nó có nghiệm kép á, thì mình cũng ghi là E mũ KX, nhưng mà cái phía sau đó là mình sẽ ghi phải nhân thêm x vô. Thấy không? Nhân thêm chữ x vô. Còn nếu mà nó nghiệm phức liên hợp thì cái nghiệm tổng quát nó sẽ là thế này. Nghiệm kép thì cái nghiệm tổng quát nó thế này. Mình nhớ cái có. Thì ba cái dạng này. Bây giờ mình sẽ bạn Lâm có chụp hình gửi thầy nè. Thì ok nè, bạn Lâm làm gì được nè, ok. Nha. Nhưng mà bạn Lâm lưu ý nha, bạn Lâm chỗ này mình không có ghi là Y1 phẩy ha. Mình ghi là K1, K2 nha. K1, K2. Và phương trình đặc trưng của mình không có ghi là Y phẩy. Và cái này mình chỉ ghi là, mình sẽ ghi cái chỗ này nó là K nè. Chỗ này là mình ghi là K bình phương. K bình phương cộng 4K cộng 3. Đây là K bình phương nha, chữ K nha. Ở đây cũng vậy nè. Ở đây là chữ K1 bằng trừ 1 và K2 bằng trừ 3. Đây. Các bạn thành nha. Đấy, thì cái phương trình đặc trưng là mình ghi K nha, chứ không ghi Y phải nha. Bạn Lâm vô lưu ý nha, bạn Lâm. Dạ. Rồi nghiệm tổng quát rồi thế này. Ok. Rồi. Vậy là được rồi, cái em làm vậy là có nắm bài rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ sang cái trường hợp tiếp theo. Mình thì em lưu ý là cái nhiệm vụ của mình đó là mình nêu cái cách giải của phương trình này nè. Cái phương trình tổng quát á là y2 phẩy rồi cộng cho bi phẩy cộng cho QI bằng FX nha. FX như thế này. Có nghĩa là bên cái bên vế trái của mình đó, bên vế phải của mình đó là nó không phải là số 0 nữa mà nó là FX. Như vậy thì cái bước đầu tiên đó là mình sẽ tìm cái nghiệm tổng quát của cái phương trình thuần nhất. Phương trình thuần nhất tức là cũng giống như phương trình này nhưng mà cái vế phải nó bằng 0. Y 2 phẩy cộng cho BI phẩy cộng cho QI bằng 0. Thì cái tìm nghiệm tổng quát của cái phương trình này nè, mình đã tìm rồi. Ở trên là bạn đã thực hành giải được rồi. Tới đây rồi, phải không? Đấy, thì bây giờ đó mình sẽ tìm một nghiệm riêng. Mình sẽ tìm một nghiệm riêng. Chúng ta tìm, bấm tiếng Việt không được nè. Tìm một nghiệm riêng. Của phương trình. Cái phương trình này mình đặt là phương trình số 1 đi, phương trình 1 nè. Phương trình 1, cái này là phương trình 2 nè. Tìm nghiệm riêng, nghiệm riêng mà mình ký hiệu nó này thằng này là Y0 đi. Thằng này Y0. Còn cái nghiệm tổng quát là mình ký hiệu là y ngang đó. Lúc nãy mình tìm y ngang rồi đúng không? Nghiệm tổng quát của phương trình thường nhất, tức là phương trình số 2 đó. Của phương trình. Còn cái nghiệm riêng là mình cứ tìm của phương trình 1 nha. Em tìm nghiệm riêng của phương trình 1 và tìm nghiệm tổng quát của phương trình 2. Sau đó em cộng lại. À, thì em lấy là suy ra cái nghiệm tổng quát. Nghiệm tổng quát của phương trình 1. À, phương trình 1 nó sẽ là y bằng y0 cộng cho y ngang. Cộng cho y ngang. Thì cái thầy nhắc lại là nhiệm vụ của mình đó là mình sẽ tìm cái nghiệm tổng quát của phương trình 1 này. Nhưng mà để tìm nghiệm tổng quát phương trình 1 này, trước tiên mình phải tìm nghiệm tổng quát của phương trình 2. Phương trình 2 là phương trình này. Cái dạng là giống như này nè, giống như cái bài mình mới vừa giải đó. Rồi sau đó là mình sẽ tìm một nghiệm riêng của phương trình 1, tức là phương trình ban đầu này. Tìm nghiệm riêng phương trình 1 nè. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái nghiệm riêng của phương trình 1 mà cộng cái nghiệm tổng quát của phương trình 2
thì nó sẽ ra nghiệm tổng quát của phương trình 1 là đây. Đấy. Thì mình đã đi vào cái bước thứ nhất là mình đã tìm cái nghiệm riêng của phương trình số 1, số 2 rồi. Bây giờ mình sẽ tìm nghiệm riêng của cái phương trình số 1. Đúng không? Lúc nãy mình đã đi vào bước thứ nhất là tìm nghiệm tổng quát của phương trình số 2 rồi. Đó, bây giờ mình sẽ đi tìm nghiệm riêng của phương trình số 1 và phương trình này đây. Và cái phương pháp mình đề xuất ở đây đó là phương pháp hệ số bất định. Phương pháp hệ số bất định là cái phương pháp nó như thế nào? Thì ở đây là mình xét cái trường hợp là cái fx mà nó có dạng một cái hàm đa thức mà nhân với một cái hàm mũ. Thấy không? Xét cái dạng cái fx là cái dạng hàm một hàm đa thức nhân với hàm mũ như thế này. Thì ở đây mình ký hiệu bnx là đa thức bậc n, thấy không? Đa thức bậc n của x và alpha là hằng số thực. Đấy. Thì lưu ý lúc nãy mình giải phương trình thường nhất thì mình có phương trình đặc trưng đúng không? Bây giờ mình sẽ xem cái alpha này, alpha trong cái fx á, nếu alpha không phải là nghiệm riêng của cái phương trình đặc trưng thì cái nghiệm riêng của cái phương trình 1 đó, nghiệm riêng của phương trình 1 nó sẽ có dạng giống như cái dạng của fx như thế này, hai này giống nhau nè. Nhưng mà cái qnx này đó là đa thức tổng quát nha. Thì mình nói đa thức tổng quát là sao? Thì lưu ý là cái đa thức thì bắt cái bậc á, đa thức bậc 0 là nó sẽ có dạng là y bằng một cái hằng số a nào đó. Nhưng mà a này phải khác 0 nha. A khác 0. Sao tôi bấm dấu khác không được? A phải khác 0. À, thì cái này đa thức bậc 0 nè. Còn đa thức bậc 1 là cái gì? Đa thức bậc 1. Đa thức bậc 1 là mình rất là quen thuộc rồi. Mình đã học ở chương trình từ lớp 9 là đó là AX. AX cộng B như thế này gọi là đa thức bậc 1. Và lưu ý chỗ này A cũng khác 0. A cũng khác 0. Đấy. Thì đa thức bậc 1 tổng quát là nó như thế này. Còn đa thức bậc 2 là hàm bậc 2 đó. Đa thức bậc 2. Hai là cái hàm bậc 2 mình đã học ở phổ thông rồi đó kìa. Đấy, thì nó là a x bình phương cộng cho b b x cộng c. Lưu ý chỗ này a cũng phải khác 0 nha, a nó khác 0 thì mới gọi là đa thức bậc 2 được. Rồi đa thức bậc 3 là cái hàm bậc 3 mình đã học ở chương trình 12 đó. Thấy không? Nhân dân như mà nhưng mà thường đó là đề bài ở đây thì chỉ cho tới đa thức bậc bậc 2 thôi. Tối đa là bậc 2. Bậc 3. Hoặc đa thức bậc 3 thì giới thiệu luôn cho em là nó bằng a x mũ 3. A này, x mũ 3. Mũ 3. Cộng cho b x bình phương cộng c x cộng d. Thì chỗ này a cũng khác 0 nha. Khác 0. Thì là đa thức bậc 3. Tổng quát lên là đa thức bậc 4, 5. Đấy, thì bây giờ đó thì mình đảo lại cái phần lý thuyết của mình. Nếu như mà cái fx mà nó có dạng một cái hàm mũ mà nhân với một đa thức thì mình sẽ tìm nghiệm riêng của phương trình 1. Nó sẽ cũng có dạng y như cái dạng của fx. Không. Nhưng mà cái trường hợp này đó thì xảy ra khi mà cái alpha nó không phải là nghiệm của phương trình đặc trưng nha, thì mới áp dụng được cái y không như thế này. Còn nếu như mà cái alpha ở trong cái fx này nó lại là một cái nghiệm đơn của phương trình đặc trưng thì cái y không mình phải nhân thêm cái chữ x vô. Em so sánh hai thằng này với nhau nè. Đó, em so sánh hai thằng này với nhau. Cái dấu cộng thứ nhất với dấu cộng thứ hai là nó khác nhau thế nào? Nó khác nhau ở chỗ là nếu alpha không phải là nghiệm của phương trình đặc trưng thì cái y không nó sẽ có dạng giống như của fx. Nhưng mà nếu mà alpha nó là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng thì cái chỗ y không này đó mình sẽ thêm vô là gì? Thêm nhân thêm cái chữ x vô chỗ này. Đó.
Còn trường hợp mà nếu mà phương trình đặc trưng mình đó mà nó có nghiệm kép, và cái alpha này nó đúng là một là cái nghiệm kép của phương trình đặc trưng luôn đó, thì cái y không mình phải nhân thêm x bình phương vô. Em thấy chỗ này có chữ x bình phương không đó, nhân thêm x bình phương vô. Được chưa? Đó. Thì so sánh ba trường hợp thì cái trường hợp đầu tiên là alpha nó không phải là nghiệm của phương trình đặc trưng như đây, thì cái y không này nó sẽ có dạng giống như dạng của fx. Còn nếu mà alpha là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng thì mình nhân x vô chỗ y không. Nếu mà alpha là nghiệm kép thì mình nhân thêm là cái x bình phương vô. Đó. Là cái trường hợp thứ hai, thứ nhất á, là cái fx mình nó sẽ có dạng là một cái hàm đa thức. À, một cái hàm đa thức nè. Nhân với một cái hàm mũ. Thấy không? Đấy. Thì sau khi mình tìm được cái dạng, lúc này mình mới nói cái dạng đó thôi. Cái dạng của cái nghiệm riêng á. Dạng của cái nghiệm riêng của phương trình 1 á. Dạng thôi ha. Thì nó có, sẽ có dạng giống fx hoặc là giống fx nhân thêm x hoặc là giống fx nhân thêm x bình phương. Đó. Nhưng mà trong cái dạng này đó thì em lưu ý là cái qn đó là nó là một cái đa thức bậc n tổng quát. Bậc n tổng quát là giống như này nè, bậc 1, bậc 0, bậc 1, bậc 2, bậc 3. Và cái đa thức này là tổng quát cho nên là cái hệ số a b c d này mình chưa biết phải không? Mà mình phải tìm và tìm tất cả các cái hệ số này đó thì mình gọi là tìm hệ số bất định. Cho nên cái phương pháp này nó gọi là phương pháp hệ số bất định. Được chưa? Nó còn một cái phương pháp nữa gọi là phương pháp Lagrange nữa, thấy không? Nhưng mà ở đây thì thầy chỉ giới thiệu phương pháp là hệ số bất định thôi. Đấy, thì khi mà mình đã tìm được cái dạng của y không rồi đó, khi mà em tìm được cái dạng, mới cái dạng thôi nha, chứ chưa ra tìm được y không đâu. Em tìm được cái dạng của y không. Mà nếu mà mình biết được cái q này nè, qnx này nè, tức là mình sẽ biết được y không. Biết được qnx tức là biết cái hệ số abc giống như đây nè, biết được cái hệ số abc trong cái đa thức này thì mình sẽ tìm được, coi như là mình tìm được y không. Mà muốn tìm được cái hệ số của qnx này đó thì em sẽ đảo hàm cái thằng y không này lên đến cấp 2 và mình sẽ thế vô cái phương trình 1 này. Mình thế vô phương trình 1 này. Đó, và mình sẽ tìm được cái qnx. Và khi có qnx thì coi như mình sẽ tìm được cái y0. Mà khi có được y0 đó, có được y0, không? Thì mình sẽ được cái nghiệm tổng quát của phương trình số 1. Đấy. Thì cái đây mình mới xét cái trường hợp thứ nhất thôi. Trường hợp thứ nhất tức là fx nó có dạng một cái hàm mũ nhân với một cái hàm đa thức. Có trường hợp thứ hai nữa là fx nó có cái dạng hàm mũ nhân với hàm đa thức rồi nhân với hàm lượng giác. À, nó phức tạp như thế. Thì cái trường hợp thứ hai này đó thì giới thiệu thêm thôi. À, nếu như mà fx nó có dạng này đó và nó chia ra hai trường hợp. Thì cho fx nó có dạng này thì em thấy là ở đây nó có cái chữ alpha và cái chữ beta. Nếu alpha cộng y beta không phải là nghiệm của phương trình đặc trưng, thấy không? Cái trường hợp này mình thấy là nếu như cái phương trình đặc trưng mà nó có nghiệm hai nghiệm phân biệt hoặc là nghiệm kép đó thì nó không liên quan đến số phức, cho nên cái số này nó sẽ không phải là nghiệm của phương trình đặc trưng. Thì lúc này cái y không nó sẽ có dạng giống như fx trên đây, giống như fx trên đây, thấy không? Giống như fx trên đây. Nhưng mà nó khác nhau chỗ nào? Khác nhau chỗ nào là nó lấy cái L, cái chữ L này đó là nó là cái số lớn nhất trong hai số M và N. Ví dụ như BX là bậc 2. BNX là bậc 2, N là 2, QNX là bậc 3 thì mình sẽ lấy L bằng 3. À, chẳng hạn như BNX này là bậc 1 và QNX cũng bậc 1 luôn thì L mình sẽ lấy bậc 1. Mà đa thức bậc 1 của mình nó là cái gì? Nó là y bằng ax cộng b. Yeah. Đấy. Thì cái trường hợp thứ hai là như thế. Trường hợp thứ hai này nó chia làm hai trường hợp nhỏ. Nếu cái số này không phải là nghiệm của phương trình đặc trưng, không phải là nghiệm phương trình đặc trưng thì y không nó sẽ có dạng như thế này. Còn nếu nó là nghiệm của phương trình đặc trưng thì mình sẽ y không ở chỗ giống ở trên đây nhưng mà mình sẽ nhân thêm cái chữ x vô. Thấy không? Đó. Thì cái cách giải cái tìm nghiệm riêng của cái phương trình
không thường nhất nó sẽ là như thế. Đấy, bây giờ thầy lấy ví dụ nè. Ở đây mình xét cái ví dụ này. Xét cái ví dụ. Rồi, anh vẫn còn ba bạn học bình thường ha. Rồi, ví dụ này. Thì em thấy ở đây là một cái phương trình di phân tuyến tính bậc cấp 2 mà hệ số là hằng số. Thì đây là cái phương trình không thường nhất. Không thường nhất tức là cái fx này nó bằng x cộng 1 nè. Bây giờ là mình xét cái phương trình thường nhất của nó là phương trình này đúng không? Phương trình này tức là mình cho cái vế trái, vế phải nó bằng không. Thì lúc này đó là nó sẽ được cái phương trình dạng này. Và cái phương trình đặc trưng của nó là thế này. Phương trình đặc trưng nó là bấm máy ra không? Bấm máy ra. Rồi 1 nè. Trừ 2 nè. Rồi 1 nè. Thì nó ra mà nó có hiện có một chữ x này thôi. Thì mình hiểu đây là nghiệm kép. Nghiệm kép. Vậy thì cái nghiệm tổng quát của cái phương trình thường nhất nó sẽ là chỗ nào? Đó, em coi lý thuyết lại. Nghiệm tổng quát của nó nè. Chỗ nghiệm kép thấy không? Chỗ nghiệm kép nè. Thì nghiệm tổng quát của nó sẽ là C1 nhân cho E mũ KX rồi cộng C2 nhân cho E mũ KX luôn nhưng mà thầy mà sao nhân thêm chữ X này vô nữa. Thấy không? Đấy. Thì đảo xuống cái ví dụ 3.11 lại. Đấy. Thì C1 nhân cho E mũ KX K bằng 1 phải không? Rồi C2 nhân cho E mũ KX rồi nhân thêm chữ X này vô nữa. Rồi đem E mũ X ra làm thừa số chung thì mình sẽ được cái này. Đấy. Thì thường là một cái bài giải phương trình di phân này đó là nó sẽ là một cái câu. Ở trong đề thi thì nó sẽ có 2 điểm. Và khi mà em giải được cái chỗ phần này đó là em được 0,5 điểm, thấy không? Còn cái phần ở dưới là em sẽ được 1 điểm rưỡi nữa. Đấy. Thì bước thứ nhất của mình đó là tìm nghiệm tổng quát của phương trình thường nhất là xong. Bước thứ hai là mình sẽ tìm nghiệm riêng của cái phương trình số 3 này. Đã, tìm nghiệm riêng bằng cách nào? Thì bây giờ đó là mình thấy cái biểu thức fx nó nằm ở đâu? Fx nó nằm đây nè, fx nè. Fx, đúng không? Và nó sẽ có cái dạng là hàm mũ. Hàm mũ thì mình xem như là ở đây mình xem như là e mũ 0x đó. Tại vì ở trên đây nó không có e mũ x, không có e mũ x trên đây. Thì mình hiểu đây là số 1, số 1 tức là e mũ 0x. Thấy không? Đấy, thì chỗ này nó sẽ là e mũ 0x rồi cộng cho nhân cho x cộng 1 và cái alpha mình ở đây nó sẽ bằng số 0. Và cái bx này nó là đa thức bậc 1, n tức là n1, thấy không? Và như vậy thì ở đây mình sẽ tìm cái nghiệm riêng. Nghiệm riêng của cái phương trình số ở trên đề này ta cho đây phương trình số 3 đó tìm sẽ nghiệm tìm nghiệm riêng của này thì nó sẽ có giống cái dạng này luôn giống cái dạng này tức là e mũ 0x nè mà e mũ 0x là 1 nó nhân cho một cái đa thức bậc 1 mà đa thức bậc 1 của mình nó sẽ là ax cộng b có nghĩa là y0 của mình nó sẽ là dạng là y0 bằng ax cộng b. Đấy. Thì bây giờ mình muốn tìm AB thì làm sao? Đấy. Tìm AB thì em sẽ lấy cái thằng này nè, em đạo hàm lên cấp 2. Thấy không? Đạo hàm cấp 2 mình thế vô cái phương trình 3 đây. Đạo hàm cấp 2. Thế vô phương trình 3 nha. Đấy. Thì bây giờ chỗ này y nó bằng AX cộng B thì đạo hàm cấp 1 của nó bằng A. AX là đạo hàm bằng A thôi. B đạo hàm bằng 0 rồi. Đúng không? B này đạo hàm bằng 0 rồi nè. B này nè, đạo hàm bằng 0. Đó. Còn AX này thì đạo hàm bằng A. Đấy chưa? Như vậy thì ở đây mình sẽ được là đạo hàm cấp 1 là bằng A. Rồi đạo hàm cấp 2 là bằng 0. Tại vì tới đây là đạo hàm cấp 1 là nó bằng được hàng số rồi. Là đạo hàm thêm cái nữa thì nó ra số 0 thôi. Đó. Rồi tất cả mình sẽ thế lên đây. Thế này thì cái chỗ nào là có y 2 phẩy đó. Mình sẽ thay bằng gì? Em thế lên đây nè.
Thấy không? Thì y 2 phẩy thì mình sẽ thế đây, mình thế số 0 vô đây. Cái này mình thế số 0 vô. Còn y phẩy bằng a thì mình thế vô chỗ y phẩy này, mình thế chỗ này là bằng a nè. Thấy không? Còn y đó là mình sẽ thế và cái cụm này mình sẽ thế bằng gì? AX cộng b. Thì em thế vô này rõ ràng nè. Rõ ràng là cái thằng này nó sẽ bằng 0 nè. 0 nè. Rồi y không phải bằng a, vậy thì cái chỗ này nó sẽ là trừ 2a. Trừ 2a đi các em. Đấy, trừ 2a đi chưa? Đấy. Rồi ax rồi y không. Y không là chỗ này. Y không là thế vô chỗ y này nè. Thì nó sẽ là ax cộng b. Đó. Và nó sẽ bằng gì? X cộng 1. Còn x cộng 1. Đấy. Thì bây giờ em lại xem tiếp nè. Đấy, bây giờ em xem tiếp ở dưới đây. Thì cái chỗ này đó, nó là một cái đa thức bậc 1. Bên đây cũng là một đa thức bậc 1. Và hai đa thức này bằng nhau. Thấy không? Hai đa thức bằng nhau thì em sẽ so sánh cái hệ số của nó. Thì cái hệ số mà đi với x ở dưới này là bằng nhiêu? Bằng a. Còn cái hệ số đi với x chỗ này là nhiêu? Bằng 1. Như vậy thì mình sẽ suy ra được a bằng 1 đây. Hiểu chưa? Còn cái hệ số mà tự do đó, nó gồm có hai phần. Bên đây hệ số tự do nó là trừ 2a cộng b. Trừ 2a cộng b. Và nó bằng cái hệ số tự do bên đây là bằng 1. Vậy thì mình được là trừ 2a cộng b nó cũng bằng 1. Và giải cái hệ này ra thì mình được a bằng 1, b bằng 3. Và có a bằng 1, b bằng 3 rồi đó. Mình sẽ thế trở ngược lên cái y không này. Thế trở ngược y không này mình sẽ được là gì? Y không bằng ax mà a bằng 1 thì vậy thì còn x cộng b mà b bằng 3. Như vậy thì đây là nghiệm riêng của cái phương trình số 3 ở trên cái đề nó cho này, phương trình này. Nghiệm riêng của phương trình này nó sẽ là y bằng x cộng 3. Và sau khi em có được cái nghiệm riêng và nghiệm tổng quát rồi, thì cái nghiệm tổng quát của phương trình thường nhất là chỗ này và nghiệm riêng của phương trình không thường nhất là chỗ này. Thấy không? Em lấy hai thằng này em cộng lại. Lấy thằng màu đỏ ở trên này cộng thằng màu đỏ dưới đây thì mình ra được cái nghiệm tổng quát của phương trình số 3, tức là mình đã giải xong bài. Đó. Thì bây giờ đó thì thầy sẽ phân tích thêm một cái ví dụ nữa, đó là ví dụ 3.12. Thì em thấy trong cái ví dụ này đó thì nó kêu giải cái phương trình di phân này. Giải phương trình di phân này thực chất là tìm nghiệm tổng quát của nó. Được chưa? Tìm nghiệm tổng quát của nó. Thì đầu tiên đó là mình sẽ tìm nghiệm tổng quát cho cái phương trình thường nhất này trước. Phương trình thường nhất này thì nó có phương trình đặc trưng là thằng này. Phương trình đặc trưng lần này thì bấm máy tính ra mình được là K1 bằng 1, K2 bằng 2. Thấy không? Vậy thì mình sẽ tìm được nghiệm tổng quát của phương trình thường nhất. Đấy, tìm nghiệm tổng quát phương trình thường nhất. Rồi bây giờ muốn tìm nghiệm riêng của phương trình ban đầu, tìm nghiệm riêng của phương trình số 4 này, thì mình sẽ quan sát xem là cái fx nó có dạng thế nào. Đây là fx đây. À, vậy là fx mình nó sẽ có dạng thế này. Và cái này em thấy là cái chỗ này là e mũ mấy x, là e mũ x, tức là e mũ 1 x á, tức là alpha bằng 1. À, alpha bằng 1. Nhưng mà 1 này nó lại trùng với số 1 này, tức là nó là nghiệm của phương trình đặc trưng. À, nghiệm của phương trình đặc trưng á, thì cái dạng y không á, dạng y không nó sẽ có dạng như thế này. À, tức là nó cũng là e mũ x vì nhân cho một cái đa thức bậc 1. Nhưng mà do cái alpha nó là nghiệm riêng, nó là một nghiệm, là nghiệm của phương trình đặc trưng, cho nên chỗ này mình sẽ nhân thêm chữ x vô. Nhân thêm chữ x vô. Nhưng mà x nhân ở ngoài thì nó hơi khó coi, cho nên mình sẽ nhân x phân phối vô cái đa thức bậc 1 này. Lưu ý nó là đa thức bậc 1 rồi nhân vô thì nó trở thành, nhân x vô trở thành đa thức bậc 2 là này. Đấy. Và sau đó mình sẽ lấy cái thằng y0 này nè, lấy y0 này mình đạo hàm đến cấp 1 lên thì nó được cái thằng này. Và tiếp tục lấy thằng này đạo hàm nữa chính là đạo hàm cấp 2 của y0 thì nó sẽ được cái thằng này. Đấy. Thì sau khi có y không phẩy và y không hai phẩy
mình sẽ thế trở ngược lại cái phương trình số 4 này. Thế trở ngược lại phương trình số 4 này. Thấy không? Thì cái quá trình mà tính được cái đạo hàm của thằng này đó thì cũng làm theo kiểu U nhân V thôi các em. U nhân V. Cái này là U nè. Đó, thằng này là V nè. Bây giờ thầy tính mà mẫu ngoài cho các em xem nè. Tính mẫu cho các em xem nè. Ở đây là y bằng là x, em ghi cái chữ y không là nè, y không là nè, y không bằng e mũ x nhân cho ax bình phương cộng bx, đúng không? Thì mình có cái y không bằng là e mũ x nhân cho mở ngoặc là gì, ax bình phương cộng bx. Đấy, thì bây giờ cái thằng này mình đạo hàm lên thì sao? Để đạo hàm cấp 1 lên thì mình cứ ghi là y không đạo hàm. Đó, thì lúc này mình sẽ lấy thằng này mình đạo hàm lên cấp 1 thôi. Đấy, thì đạo hàm theo kiểu u nhân v đạo hàm đó, thì e mũ x đạo hàm thì nó ra e mũ x nè. Đó, ở trong đây là ghi y thinh lại. Rồi tiếp tục là cộng cho v phẩy u, mà cái thằng u là e mũ x thì mình ghi e mũ x lại thôi, đúng không? Còn cái v phẩy đó, tức là cái dấu cái ở trong ngoặc này mà đạo hàm thì nó ra 2x cộng b nè, 2x cộng b, đây là đạo hàm cấp 1, đúng không? Đấy, đạo hàm cấp 1. Thì em coi trong tài liệu là đạo hàm cấp 1 ra gì, cái này nó gom chung lại luôn. Đem e mũ x ra làm thử chung luôn, thấy không? Chỗ này ví dụ như đem e mũ x làm thử chung nè, thì lúc này nó sẽ bằng là e mũ x làm thử chung, thì chỗ này nó còn là a x bình phương cộng b x rồi cộng cho 2 x rồi cộng cho b. Nhưng mà các em khi mà em làm như thế này thì lưu ý em sẽ nhóm theo cái thứ tự, cái bậc nó tăng dần. Chỗ nào cái bậc của x nó bằng nhau thì mình sẽ đặt thử số chung. Thấy không? Như vậy thì ở đây mình có thể nhóm thêm cái nữa nè. E mũ x nhóm là cái đó, thì cái này nó là a x bình rồi cộng cho rồi mở ngoặc b cộng 2 tất cả nhân cho x và cộng thêm b này. Thấy không? Đấy. Thì cái này là đạo hàm cấp 1 của nó nè. Và mình muốn tính đạo hàm cấp 2 thì mình lấy đạo hàm cấp 1 này mình đạo hàm thêm cái nữa. Thấy không? Thì tóm lại là cái cách làm như thế. Em sẽ tham khảo ở đây. Đây là đạo hàm cấp 2 là như thế này. Đạo cấp 2 là thế này. Rồi, lưu ý chỗ này nó có 2ax thì thiếu cái chữ A. 2ax này. X bình phương đạo hàm là 2ax này, thiếu chữ A. Chỗ này thiếu chữ A. Chữ A này. Vậy này là 2A này. Lưu ý là nếu mà thiếu vậy là coi như dài xuống nó sai hết đó. Cho nên là bạn phải làm kỹ từng bước. Thì khi mà mình tính được cái đạo hàm cấp 1 với đạo hàm cấp 2 rồi đó, đó mình sẽ thế cái thằng này vô nè. Chỗ này là mình thế vô cái chỗ y 2 phẩy này nè. Thế vô y 2 phẩy nè. Xin lỗi, chỗ này là y phẩy chứ. Thế vô chỗ y phẩy. Y phẩy thế vô đây. Còn cái chỗ y 2 phẩy đó, y 2 phẩy là thằng này, mình sẽ thế vô đây. Còn cái chỗ y đó là mình sẽ thế thay bằng này. Cái này là y nè. Đó, mình thế vô ba cái thằng đó, thế vô phương trình 4 thì chỗ này là y 2 phẩy ha. Chỗ này là y phẩy ha, chỗ này là y ha. Còn cái vế trái của nó là vẫn ghi y thinh lại thôi. Xin lỗi, với phải đó mình viết lại thôi. Đấy. Thì lúc này đó thì khi mình nhóm lại đó, chỗ này là a x phương mà em trừ cho 3 x phương rồi em cộng thêm 2 lần a x phương
em có một lần nè cộng 2 rồi trừ 3 nữa là bằng 0. Vậy thì cái hệ số đi trước x bình phương là bằng 0 ha. Còn cái hệ số mà đi trước x á thì chỗ này nó là b nè. Chỗ này là 4a nè. Rồi cái này chỗ này trừ 3 nhân vô nó là trừ 3b. B mà trừ cho 3b thì còn là trừ 2 2b. Thấy không? Mình vô như đánh dấu là kỹ kỹ lên coi nè. Chỗ này là b nè, bx nè không? Bx thì ở đây là trừ 3bx, trừ 3bx đây. Rồi ở đây là cộng 2bx thì cái thằng bx nó bằng 0 luôn. Đó, rồi bây giờ còn lại là chỗ này nó là còn lại là 4ax nè, 4ax. Số 3 nhân vô đây là trừ 6ax. Trừ 6ax mà cộng cho 4ax thì còn trừ 2ax. Còn lại là hệ số tự do nha, hệ số tự do gồm ở đây nó gồm có 2a cộng 2b. Mà 2b thì đây trừ cho 3b thì nó còn là trừ 1b. Vậy thì hệ số tự do nó gồm có cái này. Và cái vế phải hiển nhiên là mình vẫn giữ y nguyên đem xuống. Và sau đó mình cân bằng hai bên. Cân bằng hai bên thì cái hệ số trước x này mình sẽ cho bằng cái hệ số trước x này, tức là 2a trừ 2a bằng trừ 4 đây. Đó. Còn cái hệ số tự do lúc này nó là 2a trừ b, nó sẽ bằng số 3 này. Đó, thì cái này mình giải hệ, bấm giải hệ phương trình ha. Ví dụ như mình giải tay không quen thì mình bấm giải hệ phương trình thôi. Đó, thì chỗ này đó thì em bấm mod mod 5 nè. Hệ phương trình hai ẩn là bấm số 2 ha. Bấm lại cái mod 5 nè. Hệ phương trình hai ẩn là bấm số 1 chứ, bấm số 1. Thì bây giờ em nhập cái hệ số trước a vô nè. Hệ số trước a nhập vô nè. Đó là trừ 2. Và hệ số trước b không có thì bấm số 0. Và cái hệ số tự do bên đây là âm 4. Rồi chỗ cái phương trình dưới. Cái phương trình dưới là chỗ này. Thì cái hệ số trước a nó là nó bằng 2. Và cái hệ số trước b là bằng âm 1. Và hệ số tự do là bằng 3. Bấm ra thì mình được x bằng 2. Tức là a bằng 2, y bằng 1, tức là b bằng 1. Đó là mình được AB rồi. Mình có AB rồi mình thế lên đây. Thế lên chỗ này. Thế thì mình sẽ được cái nghiệm riêng của cái phương trình số 4, nó sẽ là dạng này. Nghiệm riêng của phương trình số 4 là dạng này. Và mình kết luận cái nghiệm tổng quát của cái phương trình số 4 nó sẽ là này. Đấy. Thì đó là hai cái ví dụ về cái phương trình di phân ha. Đấy. Còn cái ví dụ số 13 này á là lát nữa còn thời gian là thầy sẽ phân tích thêm. Bây giờ cho em một cái đề bài, cho em một cái đề bài em làm. Đấy, thì ở cuối chương này mình có mấy cái phương trình di phân cấp 2 ha. Đấy, thì trước tiên là em giải cho thầy cái bài này. Thời gian thì sẽ cho các em là 15 phút rồi chúng ta giải cái bài này thử. Bây giờ thầy giải mẫu thêm bài đi. Giải mẫu câu này đi. Y 2 phẩy cộng y phẩy nè, cộng y phẩy đúng rồi, cộng y phẩy rồi trừ 2 y bằng 6x em x trừ 2 y bằng 6x em x. Đấy, thì trước tiên đó là mình ghi là giải phương trình này. Thì trước tiên đó là em ghi là phương trình thuần nhất của nó là cái gì? Là nó cũng giống phương trình này nhưng mà cái vế phải nó sẽ bằng không, đúng không? Vế phải nó sẽ bằng không.
Đấy, phương trình thứ nhất này. Rồi sau đó là mình sẽ tìm cái phương trình đặc trưng. Phương trình đặc trưng. Phương trình đặc trưng là mình sẽ ghi là k bình phương cộng k trừ 2 bằng 0. Và cái phương trình đặc trưng này đó là mình sẽ lấy máy tính mình bấm ra mình tìm nghiệm đó. Tìm nghiệm ra. Mod 5 mũi tên xuống, bấm số 1. Hệ số đầu tiên 1, hệ số thứ hai cũng bằng 1 và hệ số cuối cùng bằng trừ 2. Thì nó ra 1 và trừ 2, đúng không? K bằng 1 rồi nhỉ. Mình ghi là nó có hai nghiệm. K1 bằng ở đâu rồi? K1 bằng mấy vậy? K1 bằng 1 phải không? K2 bằng trừ 2. Thì sau khi mình biết được hai nghiệm của phương trình đặc trưng đó là mình sẽ kết luận là nghiệm tổng quát của phương trình thường nhất nó sẽ là của phương trình thường nhất, tức là phương trình thường nhất này, nó sẽ là mình ghi ra y bằng c 1 nhân cho e mũ gì, e mũ k 1 x, mà k 1 á là bằng 1, vậy thì e mũ 1 x tức là e mũ x rồi cộng cho c 2 e mũ k 2 x là e mũ trừ trừ 2 x và c 1 C2 thuộc R. Đấy. Thì bây giờ mình đã tìm được cái nghiệm tổng quát của phương trình thường nhất rồi. Bây giờ mình sẽ tìm cái nghiệm riêng của phương trình không thường nhất. Phương trình này ví dụ mình đánh số 1 đi để cho dễ. Cái chỗ này mình đánh số 2 thì bài giảng mình nó sẽ đơn giản hơn. Nếu chỗ này mình sẽ bỏ đi, mình ghi thành số 2. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm nghiệm riêng của phương trình số 1. Thì bây giờ mình sẽ ghi cái dạng fx ra thì chỗ này nè. Không? Chỗ này thì em thấy là fx của mình nó sẽ là cái gì? Đây, fx là chỗ này. Thì mình sẽ ghi cái dạng của fx ra. Thì ta có fx. Fx nó bằng là 6x bằng 6x nhân cho e mũ x. Thì ở chỗ này đó thì fx nó bằng 6x nhân e mũ x thì cái này là alpha bằng mấy? Thì ở đây mình có là e mũ x. E mũ x tức là e mũ 1 x. Vậy thì alpha bằng 1. Alpha bằng 1. Và n bằng 1 luôn. Tức là bnx á, bnx. Bnx thì nó sẽ bằng cái gì? Bằng 6x. 6x tức là đa thức bậc 1. Cái này là n bằng 1. Chỗ này tại sao mình xác định được alpha bằng 1? Bởi vì ở đây là ta có là e mũ alpha x. E mũ alpha x bằng e mũ x. Cho nên là suy ra alpha bằng 1. Rồi suy ra alpha bằng 1. Còn cái chỗ này bnx bằng 6x gì thì n cũng bằng 1 luôn. Tức là đây là đa thức bậc 1. Thấy không? Nhưng mà alpha bằng 1 là nó trùng với k1 này. Alpha này nó trùng với k1 này. Tức là alpha
nó là nghiệm của phương trình đặc trưng, mình gọi là nghiệm đơn đó, của phương trình đặc trưng, của phương trình đặc trưng. Nên cái nghiệm, nghiệm riêng á, nghiệm riêng của phương trình số 1 á, của phương trình 1. Phương trình 1 là phương trình mà trên đề cho nè. Nó sẽ có dạng. Là gì? Y0 bằng cái E mũ X mình viết lại, phải không? E mũ X mình viết lại. Rồi nhân cho một cái đa thức bậc 1 là AX cộng B. A X cộng B. Nhưng mà lưu ý đây là do alpha là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng, cho nên cái chỗ này mình phải nhân thêm chữ X vô. Nhân thêm X vô, cho nên là X này mình nhân vô cái chỗ này thì nó sẽ là X bình phương. Rồi cộng cho B X. Đấy, thì cái nghiệm, nghiệm riêng của cái phương trình 1 nó sẽ có dạng như thế này. Rồi sau đó mình lấy cái thằng này mình đạo hàm đến cấp 2. Mình thế lên cái phương trình số 1 nha. Đạo hàm cấp 2. Rồi bây giờ mình sẽ ghi là Y0. Y0 đạo hàm. Đạo hàm cấp 1. Đạo hàm cấp 1 trước. Đạo hàm cấp 1 trước. Thì lúc này nó bằng cái gì? Thì E mũ X thì đạo hàm bằng E mũ X thôi. Rồi nhân cho AX, AX bình phương thì cũng là AX bình phương thôi. Nhưng mà ở đây là cái dạng là U nhân V đạo hàm đó các. Thì bây giờ mình mới tính là U phải V, còn V phải U nữa. V phải U tức là mình lấy cái thằng ở trong mặt đạo hàm thì nó sẽ ra là 2AX cộng cho B. Rồi E mũ, mũ X. Rồi mình sẽ gom hai thằng này lại, gom hai thằng này lại tức là nó sẽ là E mũ X là thừa số chung, rồi A X bình phương, A X bình phương, rồi cộng cho B X, rồi cộng cho 2 A X, rồi cộng thêm B nữa, thêm B. Thì đây là đạo hàm cấp 1. Đạo hàm cấp 2. Đạo hàm cấp 2 thì mình sẽ lấy đạo hàm cấp 1 mình đạo hàm cái nữa, ha. Đấy. Thì lấy cái thằng này nè, mình lấy cái thằng ở đây là mình sẽ đạo hàm thêm một lần nữa. Thì nó vẫn là ra E mũ X thôi. E mũ X. Còn ở trong ngoặc ấy, nó đầu tiên mình đạo hàm thằng này thì nó sẽ ra là 2A X rồi cộng cho B. Rồi cộng cho 2A. Và cộng cho nguyên cái cụm này lại luôn. Tại vì nếu mà E mũ X mà đạo hàm đó thì nó sẽ nhân cho nguyên cái cụm này nữa. Cho nên hai cái thằng này mình cộng lên thì làm hơi tắt một chút. Đấy. Cộng vô thêm. Đấy. Mình gom chung lại. Gom chung lại. Gom chung cái này lại thì nó sẽ ra cái gì? Rồi, đi thêm bước nữa đi. Cái này nó sẽ bằng E mũ X A X bình phương. Ở đây mình có B X nè. Ở đây mình có là 2 A X cộng 2 A X là 4 A X. 4 A X rồi cộng cho B X. Còn cái hệ số tự do gồm có là 2 B cộng 2 A đúng không? 2A cộng 2B. Đây là đạo hàm cấp 2. Đạo hàm cấp 2 nó sẽ là thế này. Và đạo hàm cấp 1 thế này. Bây giờ mình sẽ thế vô phương trình thứ nhất nha. Thế phương trình thứ nhất. Và ở đây mình ghi là thay vào. Thay vào. Phương trình 1. Thay vào phương trình 1. Thì phương trình 1 nó có là Y2 phẩy cộng Y phẩy đúng không? Thì Y2 phẩy mình sẽ thay bằng nguyên cái cụm này vô. Y2 phẩy mình thay nguyên cụm này vô nè. Rồi cộng cho Y phẩy. Mà Y phẩy thì mình sẽ thay bằng nguyên cụm này vô nè. Y
phải hai bằng nhiêu chỗ này hay chưa? Trong cái đề thì nó còn là trừ 2y đúng không? Trừ 2y rồi trừ cho 2 y thì mình sẽ thay cái cụm nào? Y mình sẽ thay bằng cụm này. Và nó bằng cái với phải. Với phải là mình sẽ thay bằng cụm nào? 6x em của x. À, 6 x e mũ x sẽ thay bằng cụm này vô. Nhưng mà mình thấy hai bên cái phương trình này hai bên nó đều có e mũ x hết, thì bây giờ mình sẽ đơn giản hai vế cho e mũ x, tức là mình chia hai vế cho e mũ x đi, thì mình sẽ được cái gì? Chỗ này nếu nếu mà bỏ e mũ x đi thì nó sẽ còn nguyên cụm này. Bỏ e mũ x đi thì còn cụm này. Rồi chỗ này nếu mà bỏ e mũ x đi thì chia cho e mũ x thì nó còn nguyên cái cụm ở trong dấu ngoặc này. À, cụm trong dấu ngoặc này. Còn cái chỗ này thì bỏ e mũ x đi thì nó sẽ còn lại là trừ 2. Thấy không? Trừ 2 nhân cho nguyên cụm trong đây. Đó là trừ 2 nhân cho a x bình phương cộng b. Và lúc này nó sẽ bằng 6x bên đây. Tại hai bên đều mình chia cho e mũ x hết rồi thì chỗ này nó sẽ còn 6x. Chỗ này là chia cho e mũ x á, mất e mũ x thì nó còn là trừ 2 nhân a x bình phương cộng b. Thì chỗ này là bỏ cái e mũ x đi thì nó còn là gì? Cái cụm trong ngoặc, ở đây cũng vậy. Thế là mình mới gom lại. Mình mới gom lại thì mình thấy là chỗ này nó là a x bình phương nè. A x bình phương là cộng 2 a x bình phương rồi trừ 2 a x bình phương mất. Vậy thì cái phần mà x bình phương á là nó không tồn tại trong đây. Vậy thì còn lại là phần dưới x. Thì ở đây em thấy là 4ax, chỗ này là 4ax nè. Rồi chỗ này nó có 2ax nữa thì cộng lại là nó sẽ là 6 6ax. Tương đương là 6ax. Thầy phát hiện có chỗ sai đó là chỗ này nè, chỗ này. Chỗ này là cái y không đó, chỗ này nó là bx nha. Đấy, thì cái hệ số trước x thì đầu tiên là 4ax mà cộng với 2ax là nó là 6ax. Ở đây là có bx nè, bx là cộng bx là 2bx, mà 2bx là trừ 2bx trong đây là mất nè. Đấy, thì cái phần bx là nó mất. Vậy thì nó còn 6ax thôi. 6ax nha. 6ax. Còn cái hệ số tự do thì đây là 2a nè. 2a nè, rồi cộng 2b nè. 2a cộng 2b rồi cộng thêm b chỗ này nữa. Là 3b, 2a cộng 3b. À, 2a cộng 3b. À, cái này tôi quên đến bằng công thức rồi. À, cộng cho 2a rồi cộng cho 3b. À, coi kỹ coi phải không nha, thì nó sẽ bằng là 6x. À, coi kỹ coi. À, coi kỹ lại nghe các em. Đây. Thì cái hệ số trước x bình phương là nó bằng không hết rồi. Thì b cái chỗ này mình có 1bx nè. Rồi cộng thêm 1bx nên là 2bx nè. Còn chỗ này nhân phân phối vô là trừ 2bx. 2bx thì trừ 2bx là nó mất. Còn lại là 4ax là chỗ này. Rồi cộng thêm 2ax nữa. Rồi cộng thêm ax nữa. Là nó sẽ bằng là 6ax. 6ax. Còn hệ số tự do đây là 2a cộng 2b rồi cộng thêm b nữa là 3b. Đấy, hết rồi. Đó. Thì bây giờ mình đồng nhất thức ấy, thì mình sẽ thấy là cái hệ số trước x bên đây là 4a
Còn hệ số chữ X bên đây là 6. Vậy thì mình sẽ suy ra được là 6A. 6A bằng 6. Suy ra A bằng 1 luôn. Mà có A bằng 1 á, thì mình sẽ thế vô ở dưới. Tức là mình sẽ có là 2A cộng 3B bằng 0. À, 2A cộng 3B bằng 0. À. Tại vì cái đây là 6x rồi, 6x rồi mà cộng 0 đó. À, hệ số tự do nó bằng 0. À, và mình thế A bằng 1 vô thì nó sẽ là thế A bằng 1 vô thì nó sẽ là gì? Thế A bằng 1 vô thì nó sẽ là 2 cộng 3B bằng 0. Vậy thì chỗ này mình sẽ suy ra được là B bằng trừ 2 phần 3. Trừ 2 phần 3. Thì sau khi mình có AB rồi đó, mình sẽ có AB rồi, thì mình thế trở ngược lại cái Y0 ở trên đây, mình sẽ được cái nghiệm Y0. Suy ra Y0 nó sẽ bằng E mũ X. E mũ X nhân cho. Thì cái Y0 của mình ở trên đây đó, thì em thấy Y0 của mình trên đây là cái gì? E mũ X nhân cho AX bình phương cộng BX. Mà A của mình vào bằng 1 rồi. Như vậy thì ở đây mình sẽ được là X bình phương rồi cộng cho BX. Mà BX là bằng trừ 2 phần 3 đúng không? Mình ghi là trừ 2 phần 3 x. Đây là nghiệm riêng. Và sau khi mình đã tìm nghiệm riêng của phương trình 1 rồi, mình sẽ kết luận nghiệm tổng quát của phương trình 1. Vậy nghiệm tổng quát của phương trình 1 là mình sẽ lấy cái thằng này. Mình sẽ ký hiệu nghiệm tổng quát phương trình 1 là Y thôi. Và nó sẽ bằng Y này cộng cho Y ngang. Y ngang lúc nãy là mình sẽ có ở trên cái đây, Y ngang đây. Thì đem cộng xuống. Đây. Mình được nghiệm tổng quát của cái phương trình ban đầu. Thì coi như tới đây mình giải giải xong. Đấy không? Thì câu này thầy giải khoảng 10 phút không? Thầy giải thì vừa giảng cho các em thì nó cũng hơi lâu. Thì bây giờ đó là thầy sửa số lại chỗ này. Thầy sửa cái này lại. Cái số này là cái số 6X ấy, thì bây giờ thầy sửa lại thành 3X thôi. Đấy, thì bây giờ yêu cầu em giải phương trình như phân như sau. Y 2 phẩy cộng cho 2 y phẩy trừ cho 3 trừ cho 3 y bằng khâu bằng 3 x và e mũ x. Đấy, thì sửa cái đề lại như thế. Rồi chúng ta làm thử coi. Thì bây giờ là cái lời giải của cái câu này thầy sẽ chụp lại gỡ lên cái nhóm Zalo cho chúng ta tham khảo. Giải nó hơi dài.
Rồi bài tập nó là cái câu này. Bài tập nó chính là cái câu này. Thì giải phương trình này thì bây giờ đó là chúng ta ngồi giải đi khoảng tới 10 giờ 5 đó. Để xem thời Em ơi, gian hả? Sao em còn mình anh em thầy có gì em giải xong chụp qua cho thầy luôn rồi thôi, rồi luôn chiều học luôn hay sao thầy? bây giờ giải đi rồi chiều chụp hình gửi qua cho thầy, rồi giờ chiều gặp nhau ha. Dạ. Rồi gì thì kết thúc buổi học ở đây. Dạ. Hai giờ gì con thi thử là thi gì à, thi gì là tại vì là chủ nhật mà thi á, thi học gì á, rồi hôm nay là